24 giờ đồng hồ lại trôi qua và chúng ta lại gặp lại nhau trong khung giờ quen thuộc 9 giờ sáng hàng ngày với bản tin Arsenal. Ngày hôm qua của các bạn thế nào? Hãy chia sẻ với mình ở phần comment bên dưới nhé. Còn bây giờ, chần chừ gì nữa, cùng đến nghe với những tin tức của ngày hôm nay thôi nào. À quên, hãy ấn like cho video này, video ấy chứng tỏ bạn yêu quý chúng tôi. Và quan trọng hơn hết là YouTube họ thích như vậy. Cảm ơn các bạn. Mùa giải 2020-2021 tiếp tục diễn ra với những thử thách lớn dành cho Arsenal, nhất là khi câu lạc bộ Bắc London không duy trì được sự ổn định cần thiết ở Premier League. Dù vậy, đấu trường Europa League là nơi mà fan hâm mộ có thể đặt kỳ vọng vào The Gunner. Bên cạnh vào việc thi đấu đầy máu lửa và lọt vào vòng 1/16 do chiến thắng nghẹt thở trước Benfica, pháo thủ còn trao cơ hội cho khá nhiều nhân tố trưởng thành từ học viện thể hiện. Điển hình có thể kể đến trường hợp của Florin Balogun, chàng trai năm nay mới 19 tuổi. Sau 4 lần xuất hiện trong đội hình Arsenal, cầu thủ mang hai dòng máu Anh Mỹ đã ghi được 2 bàn thắng và có một pha kiến tạo tại Europa League. Thế nhưng, trong diễn biến mới nhất, đội chủ sân Emirates lại phải nhận hung tin về việc viên ngọc thô đầy tiềm năng của mình. Các báo cáo từ Football London tiết lộ, công cuộc đàm phán ra hợp đồng giữa tiền đạo sinh năm 2001 và The Gunner đang đi vào bế tắc. Bản thân cầu thủ lớn lên tại New York cũng đang nhận được nhiều lời đề nghị từ trong lẫn ngoài nước, đồng thời sẵn sàng để ra đi. Vào cuối mùa giải năm ngoái, trong màn đụng độ giữa Arsenal và Brighton, tiền vệ trẻ Matteo Guendouzi đã có hành động bóp cổ Nen Maupay và kể từ khi đó, anh hoàn toàn bị huấn luyện viên Mikel Arteta loại khỏi kế hoạch phát triển. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho rằng hành vi phi thể thao không được phép xuất hiện ở đội bóng của ông. Chính vì thế, vào tháng 10 năm ngoái, Guendouzi buộc phải khăn gói sang hơi Thái Berlin theo dạng cho mượn. Trong màu áo mới, chân truyền sinh năm 1999 thể hiện những màn trình diễn khá ấn tượng. Anh trở thành nhân tố chính giúp đội bóng nước Đức cầm nhịp trận đấu, đồng thời cũng đóng góp rất nhiều vào mặt trận tấn công. Chứng kiến sự tiến bộ không ngừng của Guendouzi, nhiều đồn đoán cho rằng Arteta sẽ trao cơ hội cho tài năng trẻ người Pháp khi anh trở lại Emirates vào cuối mùa giải. Tuy nhiên, nguồn tin từ Football Insider đã bác bỏ ý kiến này. Nhật báo trên tiết lộ rằng Arsenal dự định sẽ bán Guendouzi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè nếu có bất cứ câu lạc bộ nào đồng ý chồng lên bàn đàm phán 25 triệu bảng. Với khoản tiền thu được, đội chủ sân Emirates sẽ tiếp tục công cuộc tái thiết đội hình nhằm đưa câu lạc bộ trở lại đấu trường Champions League. Theo báo cáo Anh Quốc, Arsenal đã đề nghị một bản hợp đồng chuyên nghiệp dành cho tài năng trẻ Kiro Taylor-Hart trước sự dòm ngó từ hàng loạt đội bóng châu Âu khác. Tiền vệ sinh năm 2002 đang thi đấu chói sáng trong màu đội U18 pháo thủ. Nhưng màn trình diễn xuất sắc ở cấp độ trẻ khiến giới chuyên môn dự đoán Kido sẽ nối bước những Bukayo Saka và Emile Smith Rowe và được huấn luyện viên Mikel Arteta trao một suất ở đội 1 trong khoảng thời gian sắp tới. Kido đóng góp 4 bàn thắng, 6 kiến tạo sau 9 lần ra sân cho đội U18 Arsenal. Đồng thời, Kido cũng in dấu dày ở trong màu áo U21 với 2 bàn thắng sau 9 trận đấu. Tờ Football London đưa tin, Arsenal đã đưa ra lời đề nghị thuyết phục dành cho tài năng trẻ sinh năm 2002 ký vào bản hợp đồng chuyên nghiệp, qua đó tránh mất đi Kido vào tay các ông lớn. Các câu lạc bộ ở Đức, Hà Lan, Bỉ đều dành sự quan tâm sát sao dành cho Kido sau hàng loạt màn trình diễn xuất sắc gần đây của anh. Huấn luyện viên Arteta thừa nhận ông vẫn chưa thể xây dựng được đội hình Arsenal mang bản sắc của mình, đồng thời khẳng định vị trí của đội bóng trên bảng xếp hạng là không thể chấp nhận được. Arsenal đang có phong độ tốt kể từ giai đoạn Giáng sinh, họ thắng 7 trong 12 trận ở Premier League mùa này, trong đó có chiến thắng 3-1 đầy ấn tượng trước Leicester vào cách đây một tuần. Nhưng pháo thủ vẫn bước vào trận gặp Burnley với vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng sau giai đoạn đầu mùa giải thảm họa. Và Arteta hiểu rằng ông vẫn chưa tìm được đội hình cân xứng với những tham vọng ở thành London. Trả lời câu hỏi đội hình hiện tại của Arsenal có mang bản sắc của ông hay không, Arteta cho biết: còn cách rất xa, chúng tôi còn phải cải thiện nhiều và phải bổ sung thêm chất lượng rất nhiều. Chúng tôi cần phải ra quyết định hiệu quả hơn, mở ra những tình huống khi có lợi thế nhanh hơn. Có nhiều tình huống mà cảm giác chúng tôi có lợi thế nhưng không thể tận dụng được. Chúng tôi cần kiểm soát trận đấu nhiều hơn, phòng ngự trên phần sân đối phương nhiều hơn, ít để mất bóng bên sân mình hơn, giữ sạch lưới nhiều hơn. Có rất nhiều điều phải làm, ghi bàn nhiều hơn, sáng tạo nhiều hơn, thực sự rất nhiều thứ mà chúng tôi phải làm. Khi bạn nhìn vào bảng xếp hạng thì đó là vị trí không thể chấp nhận được. Chúng tôi là Arsenal và chúng tôi không nên ở vị trí này. Nếu ai đó hạnh phúc với những gì đang xảy ra thì cậu ta ở sai câu lạc bộ rồi. Cảm ơn các bạn đã đón xem bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt ekip sản xuất, tôi xin chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Và đừng quên chúng ta có hẹn hàng ngày với nhau bạn nhé.